Như vậy tìm số cực đại trên AB, và AB là hai nguồn kết hợp cùng pha. Hai nguồn kết hợp cùng pha. Như vậy cho biết khoảng cách hai nguồn thì ta dùng công thức giải nhanh. Trước khi dùng công thức giải nhanh, ta tìm bước sóng. Bước sóng bằng VT V2π chia cho omega. V đây là 12 cm trên giây. Omega, omega đây là 16π. Như vậy ở đây là 12 chia 8 bằng 1,5 cm. Như vậy bước sóng là 1,5 cm. Mà tìm số cực đại trên đoạn AB, mà AB là hai nguồn kết hợp cùng pha. Như vậy ta lấy AB chia cho lambda. AB đây là 16 chia cho 1,5. 16 chia 1,5 bằng là 10,66. Như vậy ở đây sẽ thành viết thành là 10 cộng với 0,66. Như vậy cái này 10 nên số cực đại sẽ là bằng 2 nhân 10 cộng 1 bằng 21. Còn số cực tiểu thì thế nào? Vì cái này vượt quá bán, vượt quá 0,5, cho nên số cực tiểu sẽ là 2 nhân 10 cộng 2 sẽ bằng 22. Đấy. Như vậy ở đây chỉ hỏi số cực đại thôi. Số cực đại, các em chọn C. Các em chú ý công thức giải nhanh là như thế.